thì không có bệnh nữa thôi, thấy vậy thôi ở luôn bà, ở ở đây này luôn chứ bà. Mẹ chú chôn ở đâu? Mẹ chú chôn ở đâu? Mẹ chú chôn ở đâu? Mình xong á, chôn đất đậu á nữa. Chôn đậu hả? Chôn đất đậu người ta luôn. Mà ta không, ta cho, ta cho chôn, giờ nó lấy cốt, ta không cho lấy luôn. Mẹ mắc là mới lúc đó khổ lắm. Trong nhà chưa được 10.000 bạc, nói chú. Rồi sao làm đám? Rồi chồng sớm người ta thấy vậy, người ta lại giúp tôi không lấy. Tôi đi lấy đi mua cho vậy đó, trăm mấy chục ngàn đó, trăm mấy chục ngàn. Ủa chú nấu ăn nấu đưa, uống ở đây hả vậy? Hả? Này gì đây chú? Cái gì? Cái này là cái bếp của chú đây hả? Ờ. Ồ cái cháy bếp của chú này, cô bác của anh chị thấy không? Này đũa, đũa này, đũa này chú giót quá. Trời ơi, nước này là chú xách lên ở dưới sông chú sử dụng đó hả? Nước đó tắm để xài đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì tiếp tục hành trình của Bùi Hồ, thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Long Điền B của huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang đó cô bác quý anh chị. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị thấy là một cái căn nhà nhỏ, và đây là cái một cái chú này nè, thì được một cái cô hàng xóm là điện thoại cho Bùi Hồ, nói hoàn cảnh của chú bây giờ thì rất là khó khăn, nên thành nữ là qua đây tìm hiểu về cái hoàn cảnh của chú, quay cho cô bác quý anh chị xem cũng như là có cái những cái phương hướng giúp đỡ. Con chào chú. Con chào chú. Con chào chú. Chú không nghe hả? Chú tên gì? Đặng Văn Tất. Chú Tất hả? Đặng Văn Tất. Đặng Văn Tất. Chú năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? Chú thì 61. Tôi thì 61. Ồ có tuổi giả đó hả? Giấy thì có 57 rồi. Rồi nói đâu qua đó. Dạ. Chú ở nhà này là chú ở cất ở này, chú ở lâu chưa? Cất 3-4 năm nay ở đậu ta. Không có vợ con, sống với người ếch thì giờ bằng không nổi. Vợ chú đâu? Hả? Vợ chú đâu? Không có vợ, nó nuôi bà già, nó vợ luôn bà già. Nuôi mẹ mẹ hả? Ừ, nuôi mẹ, mẹ nó mất rồi, ở luôn cái vợ luôn. Có đứa cháu nó mà có vợ rồi, nó cũng không về, tới luôn, nhỏ nhỏ có đứa em gái, nó cũng không về, xong. Thì sống mình nên nhà con hai giúp đỡ giùm. Chú có mấy anh em? Có hai anh em hả? Giờ nó ở bà Bình Dương á. À. Không có ai giúp đỡ rồi, giờ cũng hai giúp đỡ thì gạo ta cũng cho ăn hàng tháng vậy đó. Chú là Đặng Văn gì? À. Tên gì? Chú tên gì? Đặng Văn Tất. Tất, chú Tất hả? Ở có mình một ngày xưa giờ luôn? Không à. Vợ con luôn hay là có vợ rồi thôi? Không có vợ luôn. Không vợ luôn hả? Hồi sao không chịu, hồi đó không chịu? Thấy chú bà già bệnh đó rồi lo cho bà chứ, rồi có vợ bỏ vợ bà già không tội nữa. Có vợ thì vợ lo, ngày xưa có vợ, vợ lo tiếp. Nó lo không, bỏ bà chết khô nữa, rồi bà lớn tuổi rồi, năm mấy nó mất. Thấy mình cũng còn nhỏ, lúc đó cũng 40 rồi. Thấy bà năm mấy rồi, thấy lo cho bà, thật tại lo cho bà luôn. À, mẹ chú mất lâu chưa? Hả? Mẹ chú mất lâu chưa? Hôm nay 25 năm rồi. À, chú cũng không có vợ luôn. À. Mất rồi đó, năm đó là vậy là chú ba mấy tuổi hả? 40 rồi. 40? 42 rồi, 42. Ừ, không có vợ luôn, thấy gì thôi ở vậy luôn. Rồi sao mà mất xong ông chú không có vợ kiếm người bầu bạn gì vậy? Ở cháu, nuôi cháu đó, tới lớn rồi cháu nó bỏ. Giờ lớn nó đi mặn quá, giờ nó cũng không tiền bạc. Ủa cháu đó là con của ai? Con của em đó, xưa nó nuôi nó đó. Ừ. Giờ nó không ở ngoài thì nó không về, tiền bạc nó có, nó cho không có là thôi. Trong này mặn là sống, rồi mấy năm nay bệnh hoài, rồi Tết giờ bệnh mấy chút thuốc mới về đó nè. Chú bệnh gì? Bệnh... giờ nó bị phổi, mà qua khám phổi hoài mà nó không có. Bây giờ là nó bị sao, nó bị tim vậy, nó mệt rồi uống thuốc này vô ngày nào cũng phải uống rồi. Đâu đâu thuốc nào đưa con coi, đưa con coi thuốc đó với, cho con coi thuốc đó với. Biết thuốc này thuốc gì chú? Trợ tim. Trợ tim bao nhiêu, nhiêu vậy này? Mười 20 ngàn cái kia, lỗi thuốc 10 ngàn, thứ 20. Người tiền đâu chú uống thuốc? Ta cho thuốc này, ta cho hả? Đi mua một, ta cho tiền đi mua uống. Tiền cứ mượn bằng nó lúc nào bệnh rồi bằng trả lại ta, chứ đâu có tiền. Mà mượn ta gì đó khi ra thuốc mượn ra có là cho, không có là thôi. Chú đặt là bếp này đó hả? Ờ. Đâu chú lấy con coi với. Lúc trước thì đặt có tiền ha? Đặt nữa mấy chục ngàn, trăm ngàn, khi 30-40, 20. Làm này chú mua hả? Chú làm? Mua. Chú mua hả? Mua, mượn tiền mua rồi, cái sao mình học được mình làm cái. Tại ra cũng 20-30 ngàn. Cái này 20-30 ngàn ha? Ờ. Cái học cái sao mình làm hả? Bây giờ chú nghĩ đặt hả?
nãy giờ đặt không nổi, đi không nổi, nhưng tháng ba mới lợp đi thả rồi sao bằng nổi được. Ngày chú đặt được bao nhiêu cái? Có 18 cái lợp đó mà sách không nổi nữa đó. 18 cái lợp này hả? Ừ. Như là bên này luôn, sách không nổi đây, luôn. Đây ghi cái này thật hư rồi, chưa sửa lại, rồi bên đó 18 cái sách không nổi rồi, nghỉ luôn, chết chờ thằng ta la thôi, đi đi đồng mà chết, bất tử ra lo mày. Không ai hay mày chết, thôi thì thấy vậy thôi, ở nhà. Ở không hôm nay đó rồi bức bệnh hoài, thấy súng bơi đau đi dở đi chết thuốc. Trời ơi, có nghĩa là cô đơn độc thân trong cái căn nhà này. Căn nhà này chú cất mấy năm? Cất 3 năm rồi, 3 năm rồi, đất có đất đậu người ta. Dạ. Lúc trước thì chú ở đâu? Hồi trước ở dưới ghe, hồi trước thì ở đằng kia, kia rồi giờ xuống ghe. Ghe ở rồi thấy người ta thấy đồ nghiệp rồi cho nó cắt nhà ở thờ của cha mẹ thôi. Ừ. Quê ở dưới quê nậu thì ở xa lắm, ở Kiên Giang chứ không có đất cát nữa. Sao chú không về quê nội vậy? Tại vì không thích, rồi đó mẹ mình nuôi mình, giờ mình đi dưới ở tỉnh mẹ dưới cũng kỳ, bỏ là bỏ mã mồ ở đây, cái bả khổ. Vậy là quê ngoại thì ở đây? Ở đây. À, ở nuôi mẹ thì không, vậy là mẹ với lại ba của chú là... Ba thì ở dưới, giờ chôn với dưới. Sao không chôn gần? Ờ, à, mẹ thì ở đây rồi, giờ ở đâu có trả hiếu cho mẹ mình. Dạ, báo hiếu cho mẹ ha. Giờ chứ đi về dưới mỗi lần Tết chứ nó đi lên này trà rửa mã trà mã xa chú tiền không có. Bệnh nó thôi thấy vậy thôi ở nuôi bà ở đây này luôn chứ bà. Mẹ chú chôn ở đâu? Mẹ chú chôn ở đâu? Mẹ chú chôn ở đâu? Mình xong á chôn đất đậu hết nữa. Chôn đậu hả? Chôn đất đậu người ta luôn. Mà ta không ta cho, ta cho chôn giờ nó lấy cốt ta không cho lấy luôn. Sao không cho lấy? Ta nói động mộ mã là già rồi không cho lấy để gì nó hoài đó. Giờ mình tự nhiên mình giờ mình để đó mình mà có tiền mình sẽ làm ở đá, không có tiền thôi giờ không cho lấy. Bây giờ chung mã đất hả? Đó. Mã đất. Thật ra đó động mồ giờ lấy cốt người ta không cho, bà già đó đó ông đó không cho, nó không có lấy, để đi động mồ lục mã mồ động cái lắm. Mày đâu có gì đâu mà mã của bà già mày ai đâu mà động địa đâu, không có để luôn cái. Rồi không có tiền xây lên. Bằng không có bằng gì ra tiền đâu. Có ngày này sống không nổi, không tiền. Lúc đó sao chôn bằng mã đất hả? Lát nữa chú dẫn con qua đó được không? Hả? À. Chút xíu nữa chú dẫn con qua đó được không? Được. Ừ, bây giờ con vô nhà chú trước đi nha. Hả? À. Chú đứng nổi không? Đi gì đâu? Được ha. Nó lớn rồi mấy nhà. Dạ. Dạ, chú cứ đi vô đi. Cái này là người ta mình lắp ráp chế vô hết hả? Có nào mình xây đó. Ta làm giùm mình. Dạ. Dạ. Nhà mới sớm mới lợp giùm, mới làm giùm. Ừ. Nhà của cô chú đi này, cô bác anh chị. Ồ, cái này là chú nấu cơm đi. Nấu cơm ta cho hay sao? Thôi mua nồi ta cho đó. Nồi ta cho hả? Sáng nay chú ăn cơm gì vậy? Chú. Ở sáng nay cơm với gì? Chú qua đây nè. Đây để chú nói chuyện. Cơm thế này nè. Có gì đâu ăn. Quyết ha. Quyết. Dạ. Rồi con nãy con lại con thấy chú làm đội hội là chú làm gì vậy? Hả? Chú làm đội hội gì ở dưới sàn ấy? Sao? Lúc nãy chú làm cái chuyện gì ở dưới sàn đó? Mình nó phải nói lớn lên. Bởi cá lúc canh nè. À. Chưa có làm. Đây là di ảnh của mẹ chú đây hả? Hả? Này là ảnh của mẹ chú đấy hả? Rồi là bà già. Ờ. Mấy hình đó hình đức thầy. Dạ. Chú nuôi gà nuôi vịt gì ở đây hả? Nguyễn Trần. Rồi. Dạ. À, chú vô trong cho con xem nha. Đâu chú mở ra cho con xem coi. Chổng mượn của ta, mới xin cái chổng kia đó. Cái chổng chú mượn luôn hả? Mới xin chổng kia đó. Trời ơi là trời. Ngủ dưới này ta thấy tội nghiệp cho mượn giờ trả người ta, xin được cái chổng trả người ta. Trả cái chổng đó luôn hả? Hả? Lát nữa trả cái chổng đó cho người ta hả? Là chú mượn hết hả? Ừ. Nhà của chú này cô bác của anh chị ở trên đó thì là hở. À cũng sắp cũng dắt cũng sắp một rồi. Tại cũng giờ giữa. Ở trên đó thì là hình Quan Âm nè. Nhà thì được cấp chấp bởi những cái cây như thế này nè cô bác của anh chị, nó mục hết à, đó những cái cây chấm giá đó. Đây là những cái cây tre rồi sau đó là xen lẫn những cái cây bạch đàn. Tre người ta cắt nhà hồi đó toàn là người ta cho không đó. Ờ, nhà của chú thì bề ngang thì nó khoảng 3 mét à, vô khoảng 4 mét, khoảng 12 mét vuông.
cách dài, 3 mét trước đây chú phải ở ghe hả chú? Dạ. Ờ. Quay ghe tháo ra đó, sắm được chiếc ghe. Vậy là trước đây con biết là chú có cái hả? Cái da lưỡi cây cần câu kìa. Câu. Chú làm nghề cá hả? Cá. Ờ, cá đó. Giờ sống này là nào bằng được thì làm nghề đó. Điện này ở đâu chú xài? Hả? Điện này ở đâu có? Ai cho nhờ? Bà chị đó không vô à, bà la bà kêu vô điện đi tháng trả qua 30 ngàn. Ừ. Giá có 30 ngàn tháng rồi. Dạ. Đây là cái thuốc uống nè. Thuốc uống của chú nè. Ừ. Cái này là để chú đi đi đường ha. Đi đêm đó. Đi đêm. Chú bị xỉn hay vậy? Cho thẻ. Cái này gì đây? Cái cho bóp của họng cho nó thẻ. Ừ. Ngày nào phải bóp vậy đó. Chú có đi khám bác sĩ không hay là chú tự làm? Ngày mình có bác sĩ bệnh viện nhà nước nó cho mà. Đâu bóp sao đâu. Ồ, chai đó nhiêu tiền? 120 ngàn. Mà bên này của nhà nước cho. Mua ngoài 120 này một tháng thì nó cho mình được chai. Dạ. Cái gì cũng nhờ người ta cho không à. Có nghĩa là sống nhờ ta cho hết. Đến nỗi mà mẹ mình mất là chú phải chôn đất đầu ta. Bà mẹ mất là mới lúc đó khổ lắm. Trong nhà tiêu được 10 ngàn bạc. Nói chú. Rồi sao làm đám? Rồi chồng sớm ta thấy vậy ta lại giúp tôi không lấy. Tôi đi quá đi mua cho vậy đó. Ờ. Trăm mấy chục ngàn đó, trăm mấy chục ngàn nó mất tiền lắm. Dạ. Trăm mấy chục ngàn nó mất tiền lắm, tôi mới làm đám được bà già tôi. Dạ. Không lấy tiền qua hết. Và có ông anh lấy được 100 ngàn rồi đó. Dạ. Là ngày mẹ mất chỉ còn có 10 ngàn túi thôi. Hả? Ngày mẹ mất chỉ còn có 10 ngàn thôi. Có 10 ngàn mình mà tôi lấy tiền ra không lấy, rồi ông anh cũng thấy vậy, ông mới lấy được trăm mấy chục ngàn. Ừ. Đó, thật. Rồi sao làm đám cho bà? Mình mua đồ đâu có tốn tiền gì đâu, ta không thấy nghèo khổ. Rồi sao tôi mới mặn thời gian được, tôi làm cái vách cho bà lên, tôi khúc về đầu. Giờ cứ cho tròn bà rồi. Bây giờ bà ở bên đó là chôn mã đất hay sao? Mã đá khắp thì nè. Nó mã đá nó nghe hả? Mã đá là khắp trùng mà. Có cao rồi. Làm tốn bao nhiêu tiền? Giờ phải có nghe nói rồi đó, nó đòi ăn 7-8 triệu gì đó. Bây giờ tôi nó không có tiền không? Tại vì được đầu bả cho bả gì không bả. Lấy cứ lấy bả bả yên trí bả được bả mạnh giỏi bả phải bả độ mình giỏi trong mặt có tiền như tôi sắp cho bả làm cho bả giác ngực men không có tiền thôi. Giờ tôi biết sao giờ mấy ông anh là tôi à, vậy là xây cái nấm lên rồi phải không? Xây nấm lên chưa? Hả? Chú xây cái nấm cho bà chưa? Bả rồi lên cao rồi. À xây rồi ha. Sao nãy con tưởng là chú còn mã đất chứ? Mã núng mã đá rồi đều nói mã đá thôi chứ đâu có cao. Người ta mã gạch men nó cao, dịu dở mình nó cao rồi nằm đó. Mà bằng cái giá xuống số hoài muốn thiết chú mày 10 triệu làm mã cho nó bắt tài không chú. Khổ chú ơi, tôi đây sống cái độc thân nhà cầm sớm nhà con cháu đây không. Anh em rồi giúp đỡ chứ có bằng gì. Chú giờ bị phổi hả? Chú bị phổi hả? Hả? Chú bị phổi hả? Phổi mà hết lâu rồi, mười mấy năm nay mà bây giờ khám hoài không có, khám dùng lao hoài không có. Giờ nó bị viêm phế quản. Nhà gì? Rồi chú, nhà chú vậy thì chú phải đi vệ sinh tắm rửa ở đâu? Tắm dưới sông rồi. Tắm dưới sông, vệ sinh ở đâu? Hả? Chú đi vệ sinh ở đâu? Vệ sinh đi ngoài đồng. Mình đâu có cho có hào có nhà cầu đâu đi đó. Ra đồng đi vệ sinh? Ờ. Đi đại ngoài đồng luôn? Chứ không có đắt thôi. Khổ lắm. Đâu để coi đi. Dạ. Ui dạ. Này ta cất cho chú đó hả? Chú đi đây con ơi. Chú với con đi đây rồi. Mình phải nói lớn lên, xin lỗi cô bác của chị, phải nói lớn lên cho chú nghe. Ủa chú nấu ăn nấu uống ở đây hả vậy? Hả? Này gì đây chú? Cái gì? Cái này là cái bếp của chú đó hả? Ờ. Ôi cái cháy bếp của chú này cô bác của anh chị thấy không? Này đũa này chú giót quá. Đũa chú phải treo đũng lẳng gì ra chứ. Ôi ơi, chén của chú đây hả? Ừ. Cái này là đồ nêm. Nêm. Sao chú để dưới sàn trên này nó lọt cái kẻ xuống người nó dơ hết rồi sao ta? Rồi đậy lại chứ không tháo ra đạo để gì cũng đâu có sao, thấp nè, kính rồi. Nãy nó cho 20 ngàn thịt con cá nó thôi nó thôi. Nó khổ nó vậy đó, nó chú trời ơi. Khổ lắm. Khổ thiệt. Cái bếp của chú là cô bác của anh chị. Cái bếp củi á. Chú nấu cơm điện.
Mẹ chết giờ lá giờ sao sống mình anh không lo cho bả. Hồi đó bả cái lô này lô gì chú? Hạp với mấy cái lô này nè. Đâu? Chú bắt cá hả? Ừ, mà ho không dám ăn. Không dám ăn cá rô ha, sợ ho ha. Trời ơi, nước này là chú xách lên ở dưới sông chú sử dụng đó hả? Nước đó tắm để xài đó. À, để nấu nấu ăn đúng không? Nấu nước trong này nước đó xài khi bệnh hết không bệnh thì mình tắm. À, nước đó nước bút lên rồi mình lóng phèn lại mình mới đổ vô luôn được. Ờ, à, còn nước xài đâu? Hả? Nước nước chú nấu ăn đâu? Là đây nước này nữa ha. Ờ. Ôi ơi. Có nghĩa là nấu ăn bằng cái cháy bếp ở dưới này nè cô bác với chị. Mưa rồi sao chú nấu? Mưa thì tạnh mưa nấu thì sao? Tạnh mưa nấu hả? Chứ giờ mình cảnh khổ phải chịu chứ. Mình không ngờ là chú tận dụng ở dưới cái phần này để nấu ăn rồi không thể nấu ăn. Sao chú không nấu ăn ở trên nhà? Nấu sặc chậu khối nữa. Rồi tiền tôi mua ba cái nồi ba cái đó. Cái nồi không điện cũng không tiền mua. Không có tiền mua bếp ga luôn á. Ôi nồi cơm điện luôn đó chi bếp ga. Khổ quá rồi. 61 hả chú? 61 tuổi hả? Ờ. Cô bác quý anh chị thấy cái phần mái trên nè à? Được dần tạm bợ bởi những cái tấm tiết bên kia. Lọp lại. Ôi ôi bên này nó cũng mục hết trơn ha. Ừ. Tháo ra rồi đưa quẩn tháo mọi người có em múc con cáo tháo vậy. Ví dụ như cắt nhà lại cho chú người cắt lại sửa sửa lại cho chú người ta có cho mình cắt không? Cho mà cho được không? Cho không? Cho được không? Rồi hiện nay thì chú còn được nhiêu tiền? À, hiện nay chú còn được nhiêu tiền? Mấy chục ngàn. Đâu, mấy chục ngàn đâu? Ở đâu chú có tiền đó? Tiền mượn ta thuốc còn dư mượn 100 ngàn. Mượn 100 ngàn cho thuốc. Còn chích có 30 ngàn, còn 15 ngàn kia đó sao đò không tiền để xài bữa trả là sao? Mượn 100 ngàn chích 30 ngàn. Nếu ăn sáng 5 ngàn. Ăn sáng 5 ngàn là 35 ngàn. Thì xe đò thiếu. Đi xe đò thiếu hả? Thiếu không biết chạy xe đâu. Rồi chú làm sai. Chú ngồi xuống đây, chú ngồi xuống đây. Chú ngồi đây, con ngồi với chú. Rồi không gầy thiếu ta hơn nhiều rồi. Không biết nhiêu nói giờ tùm lum người kia người 300, 200, 500 được lá lả. Đừng thiếu 1 triệu không? Hả? Chú thiếu 1 triệu không? Có trên triệu mấy hay triệu mấy rồi tết giờ tính ra đâu gần 2 triệu. Gần 2 triệu rồi. Tết giờ là chúc thật tới giờ đâu có mần gì ra tiền đâu. Chúc thật cứ ăn người ta theo chúc thật rồi đâu có mua hồi nãy từ ngã. Là thiếu 2 triệu mấy rồi. Chú ngồi xuống đi, chú ngồi vậy mỗi chân chú á. Hả? Chú ngồi ấy xuống đi, chú ngồi chậm thảm xuống, ngồi bẹp xuống đi, đâu có gì đâu. Chú ngồi vậy mỗi chân chú thì sao? Là thiếu là 2 triệu mấy rồi tiền đó đâu chú, tiền đâu chú trả? Mốt rồi bệnh mạnh lại cũng chờ phạt độ mạnh lại mằng trả người ta. Nó cũng đỡ. Có khi nào không trả luôn không? Không à, thiếu nào mới trả chứ không có dụng mà không có để luôn. Sao vậy? 10 ngàn cũng trả nữa, để chết bằng nào mắc nợ. Sao mắc nợ hả? Sợ mắc nợ lắm. Thiếu là trả cho người ta, giờ có tiền không có là nói rồi. Con cháu ơi mốt rồi thiếu rồi đó. À, chú có ước muốn chứ gì không? Hả? Chú có ước muốn gì không? Chú có ước muốn gì không? Sao? Chú có ước muốn gì không? Ước muốn gì giờ ai anh em mình giúp đỡ được thì mang ơn cái gì giờ. Tôi giờ nào bệnh hoạn tật mình giờ với bằng nấu rồi đó. Vậy hả? Chú có ước muốn cắt lại cái nhà mới không? Muốn mà cũng được, cứ muốn sao không mà. Muốn hả? Mà giờ muốn cắt cái không? Muốn cắt về ngang cỡ 4 thước về ngang được rồi. Dạ hả? Bơ giờ là ngang thì 4 tấm thiết được rồi. Có con cháu rồi bơ mốt về rồi. Có thằng cáo nó về, có vợ của con về ở rồi chơi. Cháu chú có giúp được chú không? Tết giờ nó không có cho tiền gì á. Nó để nó bằng công ty có lương nó cho. Trời ơi trời đụng mẹ tao chết chứ mày lại lương gì. Đụng mẹ chắc mày đợi mày về tao chôn tao luôn à. Ờ sợ. Vậy là mộ của mẹ chú là mộ của mẹ chú là bây giờ có cái núm ở trên rồi phải không? À. À. Là xây xong rồi phải không?
Thì thành thử cái là mình đâu có cần ấy nữa hả? Mình đâu có cần gì xây thêm phải không? Rồi, thiếu tao 1 triệu mấy đúng không? Chừng nào trả? Hứa là có tiền trả ta chứ tôi có tiền hết tôi trả rồi mới tiền trả sao sao tôi hết tôi nào giờ thiếu tạo ai trả chứ tôi cũng để mà để đầu tôi biết sao mình thiếu nợ ta lỡ mình chết bất tử rồi không mất nợ chứ giờ hỏi rồi chú ơi chú thiếu rồi giờ chú xài phí rồi tiền tôi trả sao dạ tôi thu gì có giờ không có mượn bút con cháu xài có rồi trả dạ thiếu ta 1 triệu mấy đúng không con đương chú 1 triệu mấy được không trời chưa giờ chú cho tôi 100 ngàn tôi cũng mang mừng nó hết lớn mà chú có thể tôi giờ bệnh hoạn giờ cho như lấy như tôi đâu chứ cho 100 ngàn cũng mừng nữa rồi bây giờ hôm nay thì con đến đây con thăm cái hoàn cảnh của mình được một cái chị ở sớm đó, chị tên gì chị ở sớm tên gì thường không, nhóc người chơi giờ nhóc, biết nhóc người cu mang thôi hôm nay thì con đến đây á thì con được cái chị ở sớm giới thiệu về cái hoàn cảnh của chú cho con thì con mới biết được chú. Con đến đây thì con thay mặt một cái chị Melinda là Việt Kiều Mỹ gửi cho chú 100 đô là tương ứng với tiền Việt là 2.350.000 đồng nha. Đây 1 triệu 2.350.000 đồng. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chị Melinda đại diện trao thôi. Qua cái bệnh rồi còn mừng chứ đâu ấy. Mừng không chú? À. Có tiền này mừng không? Dễ gì không đi, tại tôi không có tiền này mừng không? Mừng chứ sao không mừng. Còn tiền cho mừng quý luôn chứ. Làm gì có tiền được gì? Nếu không làm gì có được 2-3 triệu bạc bây giờ. Dạ. Rồi Bùi Hồ xin xin chân thành cảm ơn chị Melinda đã đồng hành cùng kênh Mười Hồ để ủng hộ cho chú tên gì tốt Đặng Văn Tất chú Tất cái số tiền này để chú vượt qua khó khăn xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều rồi con chào chú con về dạ chào cảm ơn cảm ơn bye bye chú chào. Chú sức khỏe chú